A tỷ của cô rất xinh đẹp muốn chít, bị hoàng hậu dùng lục huỳnh thạch hủy mặt đau đến chết. Cũng năm đó, cô quyết định vào cung. Trong cung Phượng Nghi, sắc mặt hoàng hậu tái nhợt, lôi ra ngoài, đánh 50 gậy cho ta. Thanh âm của nàng ta lạnh đến mức có thể đóng băng. Cung nữ mới chải tóc cho nàng ta sắc mặt trắng bệt, bị người kéo ra ngoài, bởi vì lúc tạo kiểu tóc, bị rơi mất mấy sợi trên mặt đất, đều là đám phế vật. Hoàng hậu tức giận lật đổ đồ đạc trên bàn trang điểm. Tất cả đều là đồ chưa từng dùng. Cô quỳ ở một góc, tâm đập như trống, bên ngoài vang lên tiếng hét thảm thiết của một cung nữ. Không lâu sau có người đến báo cung nữ đó chịu không dược 20 trượng nên ngừng thở rồi. Hoàng hậu thậm chí còn không nhấc mí mắt lên, còn không mau giúp bổn cung thu dọn. Nàng ta phẫn nộ nhìn tiểu cung nữ quỳ dưới đất. Một thượng đẳng cung nữ cẩn thận tiến lại, thử giúp hoàng hậu thay đổi kiểu tóc. Tay cô ta run rẩy, sợ không cẩn thận lại chóng giận hoàng hậu tiếp. Vẫn không đúng, giọng của hoàng hậu chói tai gay gắt. Nàng ta càng nói càng tức giận, tiện tay lấy chiếc châm rồi quay người chọc vào tay cung nữ. Cung nữ kia đau đến mức ngã xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra. Mọi người đều biết hôm nay là sinh thần của hoàng thượng, hoàng hậu phải lộng lẫy chủ trì bữa tiệc. Nàng ta muốn tất cả nữ nhân trong hậu cung đều phải biết, trong lòng hoàng thượng, nàng ta là bông hoa mẫu đơn bất khả chiến bại. Một lúc sau, trong phòng một mảng tĩnh lặng, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều sợ, cố gắng tránh trở thành người bị trừng phạt tiếp theo, đều là một đống vô dụng. Lúc này, cô to gan bước lên trước, cũng không cầm theo lược, tay không sờ lên tóc hoàng hậu, một tiếng chát vang cả phòng, là hoàng hậu đã tát vào mặt cô. Trong cung của ta hết người rồi sao? Một nô tài thô lỗ cần dám đến làm tóc cho bổn cung. Đúng vậy, cô mới nhập cung, được phân đến tẩm cung của hoàng hậu làm những việc thô lỗ như quét dọn. Trưởng sư Mama một bên nhanh chóng nói đỡ, còn không mau lui xuống. Cô vẫn không lui xuống, rất nhanh cô đã hoàn thành một kiểu tóc đơn giản. Trưởng sư Mama đứng một bên mặt mày biến sắc, sắc mặt của bà ấy giống như chuẩn bị tinh thần chờ cô bị hoàng hậu đánh chết. Hoàng hậu ngồi trước gương đồng, ánh mắt đột nhiên phát sáng, kiểu tóc này ngược lại có chút mới mẻ. Thanh âm của nàng ta cũng dịu đi, nó có tên không? Cô cẩn thận bẩm báo, đây là Lạc Vân kế. Ánh mắt của hoàng hậu dừng lại vài giây trên người cô. Ngươi học nó từ đâu? Trả lời cho câu hỏi của nàng ta, nô tỳ trước khi tiến cung học ở Ngân Trang các ạ. Mặt hoàng hậu lộ ra nụ cười khó gặp, hóa ra là như vậy, không ngờ rằng ngươi còn nhỏ tuổi lại có vài phần bản lĩnh. Vậy thì tiếp tục đi. Cô giúp hoàng hậu chọn một chiếc châm bạc có đính bạch ngọc long phượng, rồi cẩn thận đeo lên, rồi chọn áo khoác ngân nguyệt bạch mặc lên. Mỹ nhân trước mắt, mắt to môi đỏ răng trắng, má hồng như hoa, giống như tiên tử hạ phàm rung động lòng người. Hoàng hậu ngắm mình trong gương rồi nói, bộ trang phục này có hơi đơn giản không? Nô tỳ cũng nghĩ như vậy. Hôm nay là sinh thần của hoàng thượng, nương nương của các cung sẽ chọn trang phục sặc sỡ, chỉ một mình không giống mới có phượng hoàng lấn át mọi loài hoa. Tốt, hay cho câu phượng hoàng lấn át mọi loài hoa, bổn cũng rất hài lòng. Mọi người trong phòng nghe thấy câu này đều thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên hoàng hậu trông duyên dáng trong yến tiệc vô cùng xuất chúng. Hoàng thượng uống đến say khướt, lập tức ôm hoàng hậu vào đông noãn các. Ba ngày hôm sau đều không lên chiều sớm. Lúc hoàng hậu trở về Phương Nghi cung, tất cả cung nữ đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Trở về tẩm cung, tâm trạng của hoàng hậu vô cùng tốt. Nàng ta gọi cô đến, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Nô tỳ tên Alan. Hoàng hậu tiện tay mở hộp trang sức trên bàn, thích cái gì tự mình chọn một món. Cô nhíu mày cúi xuống kính cẩn nói, nô tỳ không dám. Bổn cung lần này tại yến hội vô cùng nở mày, thật sự cảm ơn ngươi. Cô nghe thấy lại tiếp tục cúi người, đôi mắt rơi vào mái tóc đen dày của hoàng hậu. Nghĩ lại, nếu một ngày những sợi tóc này sẽ rụng đi hết, vậy hoàng hậu sẽ có dung mạo như nào? Cô và A tỷ đều là miêu nữ, từ nhỏ A tỷ đã xinh đẹp, hát cũng rất hay, giống như chim bạch linh trong núi, mà dung mạo của cô không bằng A tỷ, giọng hát lại càng không bằng được tỷ ấy. Chỉ có một thứ A tỷ không bằng cô là, đó chính là nuôi trùng. Năm cô 9 tuổi, miêu cương xảy ra dịch châu chấu, thôn mà bọn cô ở chết không ít người. Mọi người đều tập hợp lại nghĩ cách bắt châu chấu, nhưng những con thú chết tiệt này đến như những đám mây đen, chặn bầu trời và mặt trời, xuyên qua đồng bằng với tốc độ kinh người, vô tình nuốt tất cả. Cô không cảm thấy hứng thú với cách đi săn chúng của mọi người. Cô lên núi bắt hàng nghìn con rết độc mang về làng, rồi bót hết số rết độc đó vào thùng nước lớn ở sân sau nhà. 7 ngày sau, nhưng con rết đó chỉ còn sót lại một nửa, vì vậy cô đã tìm thấy một chiếc bình nhỏ hơn, bỏ những con còn sót lại vào đó, lại 7 ngày sau đến xem, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại dải màu đỏ thẫm phát sáng nhỏ nhất. Cô dùng máu của mình nuôi cổ trùng, khi châu chấu quét khắp nơi một lần nữa, cô bắt một con trong đó, ném nó vào lọ nuôi trùng. Cô không để cổ trùng cắn chết nó, thay vào đó, để nó bay đi với những vết thương và chất độc. Bạn đồng hành của nó sẽ ăn xác chết, chất độc sẽ dần dần lan rộng trong nhóm. 7 châu chấu chết trước cửa nhà cô, rơi thành một mảng dày trên đất. Người dân trong làng vui mừng khi thấy điều đó, nhưng lại nhiều người ghét bỏ và sợ hãi cô hơn. Lúc cô ra ngoài đều bị mắng là quái thai, là sao chổi, không giống người, sớm muộn sẽ mang lại tai họa cho mọi người. Hơn nữa còn nói lần dịch này là do cô mang tới. Tin đồn truyền xa dọa người, cuối cùng dân làng muốn thiêu sống cô. A tỷ đứng lên ôm cô vào lòng, Alan không phải là sao chổi, muội ấy nuôi trùng là để giúp mọi người. Dân làng, A Ngọc, chỉ những đứa trẻ được chọn trong làng mới có thể học. Alan không bị chọn chúng, lén học nuôi trùng nên bị thiêu sống. Dân làng, mới nhỏ tuổi đã nuôi được loại trùng lợi hại như vậy, thật là quá đáng sợ.
hơn nữa còn là loại trùng không giải được. Dân làng, tự mình nuôi trùng, tự mình không giải được. Sau này nàng ta lớn lên nếu như tâm tư bất chính, sẽ dùng loại trùng này đi hại người, thiêu chết nàng ta, nhất định phải thiêu chết nàng ta. A tỷ, ai nói không giải được? Hôm nay ta nguyện ý lấy thân thử trùng, nếu như bị trùng cắn xong mà không chết, thì các ngươi không được thiêu chết. A Lan, trong lòng cô vô cùng kinh ngạc, nước mắt tuôn ra như mưa. Loại trùng độc này cô thật sự vẫn chưa tìm ra cách giải, cũng có khả năng nó thật sự không giải được. A tỷ, không cần, tỷ sẽ chết đó. Cô sống chết kéo tay A tỷ ra. A tỷ xoa đầu cô, nếu như hôm nay bọn họ muốn thiêu chết muội, vậy thì ta cũng không thể sống tiếp nữa. Vậy tại sao không thử một lần, nếu muốn chết thì cùng chết. Rời vừa nói ra, A tỷ liền cắt tay mình, cho tay vào nồi đất nuôi côn trùng độc. Việc kỳ lạ xuất hiện rồi, cổ khát máu ngửi thấy mùi máu nhưng không bổ lấy, mà lui vào một góc nồi, cuộn tròn lại. A tỷ dùng tay mình bắt lấy trùng, sau khi chạm vào máu, cơ thể cổ trùng co giật mạnh vài lần, không còn sinh khí. Dân làng thấy vậy thì giật mình, lâu sau mới có người hét lên, mấy năm trước ở làng chúng ta cũng có một người phụ nữ như vậy, đó là thành nữ của miêu tộc, cô trời sinh có thể giải mọi loại trùng. Nhanh đi mời huyết tằm cổ vương ra ngoài, người già trong làng đề nghị. Từ đó trở về sau, A tỷ trở thành thánh nữ, còn cô thì tiếp tục nuôi trùng ở đất Miêu Cương. Khí độc côn trùng lạnh, ẩm ướt và độc hại. Khi A tỷ 16 tuổi, tỷ đã lấy máu mình làm thuốc, cứu trị không ít mạng người, danh tiếng ở miêu tộc cực cao. Mùa đông năm đó hoàng thượng đến miêu tộc, bị trúng chướng khi trong rừng, là A tỷ đã cứu mạng hắn, sau đó bị hoàng thượng đưa về cung phong làm ngọc phi. Ngọc phi vẫn chưa tiến cung, trong cung là thiên hạ của hoàng hậu nương nương, bây giờ lại có người có nhan sắc cạnh trang được với nàng ta. Sự ghen tuông trong lòng cô bùng cháy rực rỡ mỗi đêm trống vắng. Cuối cùng sau một buổi trưa thì triệt để bùng phát. Ngọc phi vừa vào Phượng Nghi cung, liền bị người của hoàng hậu giữ xuống đất. A, à, cả một bát lục huỳnh thạch đổ lên mặt tỷ tỷ. Ngọc phi hôn mê, lúc nàng tỉnh lại, bây giờ đến người cũng không giống nữa, chính là thịt thối kinh tởm, xem ngươi còn lấy cái gì để tranh sủng. Nàng yếu ớt dưới mặt đất, không còn hơi thở nữa. Cung nữ thái giám xung quanh đều cúi đầu không nói gì. Không khí lạnh lẽo và trang nghiêm tràn ngập trong cung điện. Hoàng hậu đứng dậy, viền váy hơi đung đưa, nhớ rõ, việc hôm nay ai dám nói sai với hoàng thượng một câu, các ngươi sẽ thảm hơn cô ta gấp trăm lần. Đợi lúc hoàng thượng chạy đến, hoàng hậu bày ra dáng vẻ kinh ngạc, nói bản thân mới Ngọc phi đến uống trà, không ngờ Ngọc phi lại giấy bột độc trong cổ tay muốn hại nàng ta. Hoàng hậu săn tay áo lên, có một mảng da nhỏ bị ăn mòn bởi lục huỳnh thạch. Sau đó nàng ta nói Miêu Cương có lại lịch không rõ ràng, miêu nữ này vào cũng chắc còn có mưu đồ bất chính gì đó. Hoàng thượng nghe xong cực kỳ tức giận, hạ lệnh giết hết người miêu vào cung cùng A tỷ. Ngày ấy bầu trời đầy mây cháy, cô lên núi bắt rắn, lúc trở về thôn, mọi người đã bị giết sạch, không khí tràn ngập mùi máu và mùi cháy. Hai chân cô mềm nhũn đứng không vững, tại sao lại như vậy? Cô lẩm bẩm một mình, âm thanh vang vọng trong làng vắng. Cô quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi thành hàng, nước mắt vẫn chưa khô. Cô liền rời khỏi thôn, đến kinh thành tìm ngân trang các tốt nhất để học. Mọi người đều kinh ngạc trước khả năng chịu khổ và tiếp thu của cô. Chỉ có cô biết cô nỗ lực như vậy chỉ vì báo thù. Cho dù có là tiểu thư quý tộc cao cấp, cô cũng sẽ kéo xuống địa ngục. Nửa năm sau, trong cung có thêm một cung nữ gọi là A Lan. Nhiều năm qua, hoàng hậu vẫn luôn được thánh sủng, bởi vì nhan sắc của nàng ta đúng thật tuyệt sắc, là vì trước đây nàng ta chắn một tên cứu mạng hoàng thượng. Nàng ta có thể nắm trong tay vận mệnh của tất cả nữ tử. Lúc này, hoàng hậu dùng mong tay giả dài nâng mặt cô lên, xem ra là một nha hoàn thông minh, ngươi có muốn ở bên cạnh bổn cung làm việc không? Trong hậu cung này, người người đều muốn bước lên cao, chủ tử càng tàn nhẫn, thì tài đi theo càng có thể diễu võ dương oai, không ai dám xem thường, càng không nói đến trở thành nha hoàn thân cận của hoàng hậu. Chỉ cần tận lực làm việc, thì phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh. Cô cung kính liền gật đầu, trong mắt giả vờ vô cùng chờ đợi. Hoàng hậu lộ ra vẻ mặt đắc ý. Lúc này, có một vị công công đến bẩm báo, bệ hạ vừa đọc bảng nhạc phi, tối nay sẽ không tới dùng bữa với hoàng hậu. Sắc mặt nàng ta liền thay đổi, những chiếc móng giả đó cắm sâu vào người cô. Cô rất đau nhưng không phát ra chút âm thanh nào. A Lan à, bổn cung không nuôi người vô dụng bên cạnh, nếu như ngươi có thể khiến hoàng thượng đổi ý, vậy sau này ngươi sẽ là nhất đẳng cung nữ bên cạnh ta. Tối hôm đó, vị công công đó lại đến bẩm báo, nhạc phi không hiểu vì sao lại bị ong đốt trong vườn thượng uyển vào buổi chiều. Lát nữa hoàng thượng sẽ đến dùng bữa cùng hoàng hậu. Sau khi công công rời đi, nàng ta nhìn cô, làm tốt lắm, A Lan, sau này đi theo bổn cung, bữa hôm nay ngươi hầu đi.